Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, thật khó để tránh những lúc chúng ta lâm vào cảnh khó khăn cùng đường, cần đến sự giúp đỡ của người khác. Thế nhưng không phải việc gì cũng nên nhờ vả, không phải chuyện gì cũng nên phiền đến người khác. Người xưa có câu vay tới vay lui thành vay thù hận. Con người nên dựa vào chính mình, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì không nên mở miệng nhờ người khác giúp đỡ. Đặc biệt là với 4 chuyện sau đây, cần hết sức chú ý để tránh phạm phải những sai lầm quý vị nhé. Món nợ thứ nhất, đừng vay món nợ trách nhiệm. Cuộc sống này chúng ta sống như một vở kịch lớn. Trong vở kịch ấy, mỗi người trong chúng ta đảm nhận những vai diễn khác nhau. Là con người, bạn phải sống có trách nhiệm, tuyệt đối không được rũ bỏ trách nhiệm này. Nếu bạn là người cha, người mẹ thì trách nhiệm của bạn chính là nuôi dưỡng, giáo dục cũng như định hướng tư tưởng cho con mình, để con cái trưởng thành trong môi trường tốt, nhận được nền giáo dục văn minh. Nếu là vợ chồng, bạn phải có trách nhiệm thủy chung, tôn trọng đối phương, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Người ta nói phải tu ngàn năm mới có duyên làm vợ chồng, cho nên đừng nợ chồng hay vợ bạn sự chân thành và khoan dung. Và nếu là anh chị em ruột thịt trong một nhà, món nợ bạn phải nhớ là hãy sống có trách nhiệm, yêu thương, đừng bọc, giúp đỡ anh chị em. Món nợ thứ hai, nợ ân huệ khó trả nhất trên đời. Nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất trên đời, đôi lúc chỉ một lời nói chân thành hay xin lỗi cũng không thể vừa lòng người ta. Món nợ này dường như là món nợ lớn nhất của đời người và cũng là món nợ khó trả nhất. Đừng vì thấy bạn bè tốt với mình mà lợi dụng cả chuyện ân nghĩa, tình cảm để nhờ vả xin họ giúp đỡ. Bạn có thể sẽ hoài nghi, đã là người thân thì sao tránh được nợ nhau tình cảm. Bởi lẽ, thường người một nhà vẫn hay tình nguyện làm gì đó cho nhau, giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi yêu cầu hay đền đáp. Nhưng chính vì lẽ đó mà chúng ta càng nên tỉnh táo để sống một cách trọn vẹn với lương tâm. Người giúp ta một thì ta phải trả một hoặc gấp đôi, thậm chí là hơn nữa. Tuy là thế, nhưng có những ân tình mà có khi cả đời này chúng ta cũng không thể báo đáp. Ngay trước mắt đó chính là công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vậy thì hãy không ngừng cố gắng, hãy làm tất cả những gì có thể để báo đáp cho cha mẹ. Ngoài ra khi sống trên đời này, chúng ta phải có lòng biết ơn, lòng lương thiện để mang ngọn lửa của tình yêu truyền đi khắp nơi. Nếu mỗi người có thể làm như vậy, thế giới này sẽ trở nên đẹp đẽ gấp bội. Món nợ thứ ba, nợ lời hứa, hãy mau thực hiện lời hứa. Người xưa có câu, một lần bất tín vạn lần bất tin, lời hứa đã nói ra nhất định phải làm cho bằng được. Đặc biệt với bạn bè, đánh mất niềm tin ở họ chính là sự phản bội cao nhất. Đừng coi lời hứa như một lời dễ buông, dễ quên, bởi lời hứa là một sự xác tín giữa người với người. Và cuối cùng, đừng ôm món nợ thời gian. Người thân bên cạnh chúng ta chẳng bao giờ yêu cầu chúng ta phải có sự thành công to lớn. Đơn giản là chỉ cần mọi thành viên biết đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, thế là vui, khỏe, hạnh phúc. Thế nên hãy biết trân trọng từng giây, từng phút quý giá ở bên cạnh người thân yêu của mình. Vì thế hãy trân trọng từng giây, từng phút quý giá. Đừng đợi đến khi người thân không còn nữa mới cảm thấy hối hận ăn năn. Nếu có thể không nợ người thân những điều kể trên thì có lẽ như vậy gia đình sẽ càng êm ấm thuận hòa. Đó cũng chính là nền móng vững vàng cho hai từ hạnh phúc. Ngoài 4 món nợ kể trên thì với những thứ sau đây, bạn cũng tuyệt đối không nên vay mượn của người khác, bởi vì nó chính là những nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm con người. Một là mượn tiền, rất dễ làm rạn nứt tình cảm. Trên mạng có một câu nói rất thú vị rằng, nếu một người không thân thiết lắm tới tiền bạn vay tiền, vậy thì đừng cho vay, bởi lẽ họ đã không vay nổi tiền từ những người thân thiết nữa rồi. Quả thực là vậy, nếu có một người như vậy, bình thường lười quan hệ, liên lạc với bạn, tới khi cần tiền, ngay lập tức tự động tới gõ cửa nhà bạn, vậy thì tôi khuyên bạn, lúc cho vay, nhất định hãy thận trọng. Bởi lẽ bạn không thể chắc chắn được rằng liệu họ có trả lại bạn khoản tiền này không. Bởi lẽ bạn và họ đâu có thân thiết tới mức để họ phải day dứt vì món nợ ân tình với bạn. Đồng nghiệp từng kể cho tôi nghe một câu chuyện như này. Bỗng một hôm, người bạn cùng nhau lớn lên với cô ấy, tìm cô ấy vay tiền. Cô ấy cứ nghĩ là có việc gì gấp gáp lắm, vội vàng, chuyển tiền cho người bạn kia. Nhưng sau này mới vỡ lẽ ra là người bạn đó chẳng có việc gì gấp gáp, chỉ là đang cướp tiền để mua cái túi hàng hiệu. Rồi đợi tới lúc cô ấy muốn đòi lại tiền, người bạn luôn nói đợi thêm ít hôm, rồi lại đợi, đợi đi, đợi lại, vẫn chẳng thấy đâu. Bạn vì cho vay tiền mà ăn uống khép nép, tiêu dùng tiết kiệm, còn họ lại cầm tiền của bạn đi tiêu xài hoang phí. Như vậy tuyệt đối không đáng. Những người lúc vay tiền thì nhỏ nhẹ nhún nhường, lúc trả nợ thì lên giọng trở mặt. Những điều như vậy không phải là hiếm xung quanh chúng ta. Một nhà văn từng nói, tiền mình bỏ ra thì mua gì cũng không xứng đáng với số tiền đó. Bao nhiêu tiền kiếm được cũng không đáng là bao so với tâm sức đã bỏ ra. Nhưng mượn tiền của người khác thì lại muốn họ hào phóng cho vay ngay. Đến lúc trả tiền người ta thì bản thân lại không thoải mái. Nhiều người coi tiền đã vay như tiền của mình và tiêu xài thoải mái. Tiền tiêu hết lại đi vay, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả lại. Cũng có người vay tiền làm ăn, sau khi thua lỗ thì tính là xui cho người khác đã cho mình vay tiền. Sau khi kiếm được tiền thì bỏ tiền vào túi chẳng mất gì. Trả lại tiền thì giống như mất đi một miếng thịt trên chính thân mình, cảm thấy xót xa và không bao giờ nghĩ đây là trách nhiệm và quy tắc. Bởi vậy, nếu bạn cho bất kỳ ai vay tiền thì phải tuân theo nguyên tắc, cho vay thì chuyện cấp bách chứ không cho vay vì nghèo. Phải biết nhìn nhân cách con người, thà rằng rạn nứt tình cảm cũng không nên cho người không có nhân phẩm vay tiền. 2 là cho mượn xe không an toàn. Có người nói chỉ có vợ và xe là hai thứ nhất định không được cho mượn. Xe hơi quan trọng nhưng người vợ yêu của mình cho ai mượn cũng phải lo sợ. Anh họ của tôi đã mua một chiếc ô tô mới trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ, khoảng 360 triệu đồng vào năm ngoái. Trong dịp Tết Nguyên Đán, anh họ tôi cho một người bạn mượn xe và 2 ngày sau đó không nhận được tin gì về việc trả xe. Anh lo lắng đi tìm xe thì phát hiện chiếc xe đã tông vào tường và bạn anh đã tự ý lái xe đến tiệm sửa xe. Nếu người bạn này giấu giếm mang xe đem bán thành công, chẳng phải anh họ tôi sẽ tổn thất lớn sao? Một cư dân mạng chia sẻ. Ngày nay có rất nhiều người có bằng lái xe, nhưng việc lái xe không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn phải thông thạo phương tiện đó. Ngay cả những tài xế dày dặn kinh nghiệm cũng không dám vội lái những chiếc xe chưa quen. Lái xe an toàn là điều mà chủ xe nào cũng quan tâm hàng đầu. Người chủ luôn phải lo lắng khi cho người khác mượn xe. Điều đáng buồn hơn nữa là người mượn xe không trả xe kịp thời, thậm chí mặc giày không đổ xăng, không rửa xe trước khi trả. Khi có người mượn xe, bạn nên khéo léo từ chối hoặc tự mình chở người đó đến một địa điểm nào đó. Bất cứ lúc nào cũng nên thắt chặt dây an toàn. 3 là cho mượn nhà, chuốc lấy rắc rối. Trên một diễn đàn có một người hỏi, tôi có nên cho người thân mượn nhà không? Một cư dân mạng bình luận, nhà của anh bỏ trống và anh có thể vào đó ở bất cứ khi nào anh muốn, đây là quyền tự do của anh. Nếu người thân dọn vào ở, anh có đảm bảo được lúc anh cần nhà thì họ sẽ chuyển đi không? Thật sự chịu không nổi những kiểu họ hàng vô ý vô tứ, không cần phải vì cái mác họ hàng mà đồng ý cho họ mượn. Có thể khi họ cần anh, họ sẽ nhắc đến tình cảm họ hàng. Khi anh cần họ, đảm bảo họ sẽ đặt rồi công tư phân minh với anh. Trong bộ phim truyền hình An Gia, có một tình huống éo le là người thân mượn nhà nhưng không trả. Khi chủ nhà đòi lại căn nhà, người thân mở miệng yêu cầu anh phải trả 10 triệu nhân dân tệ. Nguyên nhân là do họ đã bảo quản nhà cho anh và lắp đặt thêm một số công trình phụ trợ. Không phải người thân và bạn bè nào cũng hiểu chuyện, mọi người đều sẽ cân nhắc vì lợi ích của mình. Mượn nhà chẳng bằng thuê nhà, cho dù bên kia là ai bạn cũng nên ký hợp đồng với anh ta. Dù giá thuê bao nhiêu thì bạn cũng phải thu tiền, đừng ngần ngại. Có nhiều tiền hay ít tiền là một chuyện, đừng vì chuyện tình cảm xã giao mà để người khác lợi dụng, chỉ chuốc thêm phiền hà mà thôi. 4 là mượn điện thoại di động, rò rỉ thông tin riêng tư. Trên mạng có một câu nói, rất nhiều cuộc hôn nhân đã tan vỡ vì chiếc điện thoại di động. Trong thời đại Internet phát triển như hiện nay, nhiều cặp vợ chồng sử dụng điện thoại để liên lạc với người yêu của họ. Một khi thông tin trên điện thoại bị rò rỉ, cặp đôi sẽ không có cách nào để duy trì mối quan hệ vợ chồng. Trên thực tế, điện thoại di động của một số người có chứa rất nhiều thông tin khó nói. Cho mượn điện thoại có nghĩa là điện thoại của bạn sẽ bị người khác kiểm soát trong một khoảng thời gian. Ngay cả khi bạn xóa thông tin trong điện thoại của mình một cách cẩn thận, vẫn có thể có thông tin còn sót lại. Thà rằng để điện thoại bỏ không còn hơn cho mượn nó một cách dễ dàng. Ngay cả những người thật thà nhất cũng có thể bị thu hút vì một số thông tin vô căn cứ. Khi kết giao với người khác, không phải cái gì bạn cũng có thể cho họ vay mượn được. Tất nhiên khi từ chối người khác, bạn đừng nên thẳng thừng nói những lời khó nghe mà nên từ chối khéo léo, giữ thể diện cho họ hoặc giúp đỡ họ bằng các cách khác. Tỷ phú Lý Gia Thành từng nói, uy tín không thể đo đếm được bằng tiền, đó là thứ vũ khí thần kỳ để tồn tại và phát triển. Lời khuyên tới những người không coi trọng chữ tín, bạn tham lam chiếm được tài sản của người khác, tuy đạt được lợi ích nhưng chắc chắn lợi ích đó không thể bền lâu. Nếu một người mất đi uy tín của mình, anh ta chẳng khác nào không có chốn dung thân. Nếu một người muốn nhận được sự giúp đỡ từ người khác, trước tiên anh ta phải học cách làm người. Hy vọng qua video này, bạn sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn khi quyết định cho người khác vay mượn tài sản của mình. Quý vị thân mến, chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu vay tiền thấu lòng người, trả tiền thấu nhân cách. Cho vay một lần đi rồi bạn sẽ hiểu, tốt nhất là nên từ chối ngay từ đầu khi gặp 8 kiểu vay mượn điển hình này. Mối quan hệ giữa người với người thì vô cùng phức tạp, nhưng sau một vài lần cho vay và đòi trả, rồi bạn sẽ hiểu ra người nào nên cho vay, người nào không nên cho vay. Với 8 kiểu người sau đây tuyệt đối đừng cho vay tiền, nếu không muốn tiền mất tật mang mà tình cảm cũng chẳng còn quý vị nhé. Thứ nhất, người có tài chính và thu nhập không ổn định. Vay tiền bạn cần phải hoàn trả. Với người có thu nhập ổn định, có khả năng sẽ trả. Còn người không có tài chính thu vào, thậm chí còn không thể trả nổi. Nhiều người không phải là không muốn trả lại tiền, nhưng họ thật sự không có khả năng trả lại. Năng lực của họ chỉ đủ để chi tiêu sinh hoạt thường ngày, phải đi vay mượn một số tiền đáng kể vì lý do riêng chẳng hạn như mua nhà, thuê xe, làm đám cưới cho con cái. Dù họ có ký cam kết trả nợ với lãi suất cao đến mấy đi nữa thì cũng rất khó có đủ khả năng chi trả lại món nợ này. Chính vì thế, nếu bạn có thừa khả năng thì coi như giúp đỡ, biếu tặng họ số tiền đó trong lúc khốn khó. Còn nếu không, tốt nhất bạn không nên sĩ diện mà cắn răng cho vay. Thứ hai, người có phẩm hạnh bất chính. Nếu một người vướng phải các tệ nạn xã hội, nhân phẩm thấp kém, đối nhân xử thế tệ hại, phẩm hạnh bất chính, người này không phải là người tử tế. Dù họ có năn nỉ hay cầu xin, thậm chí lấy tài sản ra để thế chấp, cũng không nên vì một phút yếu lòng mà cho vay kẹo dính vào rắc rối. Người mượn ít tiền nhưng mượn nhiều người. Có nhiều người vay mượn bạn chỉ vài trăm nghìn hoặc vài triệu, số tiền không lớn lắm nên từ chối cũng ngại. Dẫu họ thường xuyên chậm trả nợ, bạn vẫn chấp nhận cho vay. Bỗng một người bình thường không hề thân thiết, lâu rồi cũng chẳng liên lạc, bất ngờ gọi bạn để vay tiền thì nên cẩn trọng. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện người này đồng thời mượn tiền của rất nhiều người thì nên cẩn trọng. Có thể họ cầm tiền của bạn để đi trả cho người khác, cũng khó kiểm soát họ đã trả hết nợ cho những người kia hay chưa, hay là đang ôm một đống nợ mà vẫn đi mượn thêm. Người một thời gian dài không liên lạc, trên mạng xã hội có một câu nói vô cùng thú vị rằng nếu một người không thân thiết lắm tới tìm bạn vay tiền, vậy thì đừng cho vay, bởi lẽ họ đã không vay nổi tiền từ những người thân thiết nữa rồi. Vì thế, bỗng một người bình thường không hề thân thiết, lâu rồi cũng chẳng liên lạc, bất ngờ gọi bạn để vay tiền thì nên cẩn trọng. Có thể người này có tín dụng vay mượn tệ, đến nỗi chẳng ai chấp nhận cho vay nên mới phải nhờ tới bạn. Người thân thiết còn vay mượn không nổi, người này chắc chắn có vấn đề. Chưa kể bạn với họ cũng chẳng thân thiết tới mức khiến họ phải dây dứt vì một món nợ. Biết đâu được khi vay được tiền rồi, họ lại lặng mất tâm tích như chưa từng xuất hiện. Thứ ba, người mượn số tiền nhỏ nhưng mượn rất nhiều người. Có đôi khi họ chỉ tìm đến bạn để vay mượn vài trăm ngàn hoặc cùng lắm là 1-2 triệu đồng. Số tiền không lớn nên từ chối cũng ngại. Bạn thường dễ dàng chấp nhận cho vay, dù đôi khi họ luôn trễ hẹn trả nợ. Tuy nhiên, nếu phát hiện người này đồng thời mượn tiền từ rất nhiều người khác nhau thì rủi ro tăng lên đặc biệt cao. Bạn không thể biết rằng họ có cầm tiền của bạn để trả nợ cho anh A hay chị B mà trước đó đã mượn hay không. Và cũng khó có thể kiểm soát rằng liệu họ đã trả hết cho những người kia chưa, biết họ có đang ôm nợ quá nhiều hay không mà cho mượn thêm. Thứ tư, người đã không liên lạc được một thời gian dài. Trên mạng có một câu nói rất thú vị rằng nếu một người không thân thiết lắm tới tìm bạn vay tiền, vậy thì đừng cho vay, bởi lẽ họ đã không vay nổi tiền từ những người thân thiết nữa rồi. Nếu có một người rất lâu rồi không liên lạc, bình thường cũng chẳng thân thiết, đột nhiên gõ cửa tìm bạn vay tiền thì tốt nhất nên cẩn trọng. Rất có thể tín dụng vay mượn của người này tệ đến nỗi chẳng ai xung quanh chấp nhận đưa tiền, do đó họ mới nhớ tới bạn. Chưa kể đến bạn và họ đâu có thân thiết tới mức để họ phải dây dứt vì một món nợ. Rất có khả năng sau khi vay được tiền, họ sẽ bật vô âm tính ngay lập tức. Thứ năm, người từng bùng nợ. Với những kẻ sử dụng đồng tiền đi vay từ người khác mà không chủ động trả lại đúng hạn, thậm chí là bùng nợ, coi như không có gì xảy ra thì nên xem lại nhân phẩm của họ. Dù sau này họ có thề thốt hay hứa hẹn điều gì thì cũng không nên dễ dàng đặt lòng tin. Có câu hay là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Cho mượn lần một, chưa trả thì chớ dại dột cho mượn thêm, người ta giật luôn nguyên cục thì mới hối hận muộn mang. Thứ sáu, người vô lại không nói lý lẽ. Có một bộ phận tư duy rất lạ lùng, rất đáng xấu hổ với suy nghĩ rằng mượn tiền rồi thì mắc gì phải trả, dùng hết rồi mà không có gì để trả đấy, làm gì được nhau. Họ cho rằng như vậy mới là có gan, có bản lĩnh. Nhưng người thật sự có bản lĩnh thì đã không có chuyện vay nợ. Nếu thật sự có lúc cần đi vay thì cũng có đủ bản lĩnh để tìm một cách kiếm tiền trả lại cả gốc lẫn lãi cho chủ nợ. Nếu gặp những kẻ vô lý như trên thì tốt nhất là đừng bao giờ cho họ mượn tiền, kẻo rước bực vào thân. Nói lý lẽ bằng việc đối chất giấy ghi nợ thì họ không chịu thừa nhận. Nói tình nghĩa bạn bè thời gian qua thì họ lại càng ngang ngược hơn. Thứ bảy, vay tiền cho mục đích không chính đáng. Mặc dù người xưa nói với chúng tôi rằng tá cấp bất tá cùng, điều đó có nghĩa là bạn có thể cho những người có nhu cầu cấp bách vay tiền, nhưng bạn không thể cho những người lười biếng vay tiền. Nhưng chúng ta cũng cần phân biệt rõ ràng vấn đề khẩn cấp. Nếu một người bạn vay tiền để đầu cơ tích trữ, để mua nhà mua xe, để phục vụ nhu cầu vật chất, thì chúng ta không thể cho vay tiền vì rủi ro đi kèm là quá cao. Thứ 8, người thân họ hàng nhưng có tính cách xấu. Người ta thường thích vay tiền của người thân bởi mối quan hệ đặc biệt, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lý do thì đủ kiểu, từ làm ăn, kết hôn hay học hành, trả nợ. Nhưng khi chúng ta cho vay tiền, chúng ta phải nhìn vào tính cách của người thân. Mặc dù là người thân nhưng tiền không thể được trao cho người có tính cách xấu, bởi vì cảm giác phải đi đòi tiền đã cho người thân vay lâu ngày không trả thực sự không dễ chịu. Có câu nói rằng bạn bè chơi với nhau, quý ở thoải mái, quý ở thẳng thắn. Tôi không hy vọng họ khó mở lời khi tìm tôi vay tiền, cũng không hy vọng mình phải dè dặt khi tìm họ đòi tiền. Dù đặt trong mối quan hệ xã hội thế nào, một chữ tiền cũng có thể khiến nó trở nên khó xử và phức tạp hơn. Đó là mồ hôi công sức, là thành quả lao động mà mọi người vất vả làm ra. Do đó, cho dù người tới vay nợ có thân thiết đến mấy đi chăng nữa, thì bạn cũng cần suy nghĩ cẩn trọng về nhân phẩm, tính cách của họ để giảm thiểu tối đa mức độ rủi ro cho quyết định của chính mình. Tiền là phương tiện, là thước đo vật chất trong xã hội này. Nhờ có tiền, chúng ta có thể đảm bảo cuộc sống ổn định, duy trì các mối quan hệ tốt đẹp và nhìn thấu được người ở bên cạnh mình. Người xưa có câu, tiền khi cho vay là bằng hữu, khi đòi lại là kẻ thù. Quả đúng như vậy, khi mượn tiền có thể nhìn thấu lòng người, khi trả tiền có thể nhìn thấu nhân cách. Sống trên đời không ai tránh được những lúc khó khăn, khốn khó cần phải vay tiền mượn nợ. Người cho bạn vay tiền khi bạn khốn khó nhất, người ấy chính là quý nhân của bạn. Dù có thế nào bạn cũng phải biết ơn và tránh làm tổn thương họ. Vay tiền rất khó mở miệng, thế nhưng nếu bạn muốn vay, sau đó được cho vay một cách vô điều kiện. Đó không chỉ đơn giản là tiền mà còn là sự tín nhiệm, động viên và cổ vũ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, có một thực tế phũ phàng rằng đứng khi vay tiền nhưng quỳ để đòi nợ. Những người cho bạn vay tiền trong thời buổi khó khăn này không nhiều. Nếu may mắn có được người như vậy trong đời, hãy trân trọng. Họ giúp bạn chỉ vì hy vọng bạn sẽ sống tốt hơn. Vì thế, hãy biết ơn những người sẵn sàng bỏ tiền ra vì bạn, dù họ là người thân, người yêu hay bạn bè. Sẵn sàng cho bạn vay tiền không phải do họ nhiều tiền hay ngu ngốc, mà đối với họ, tình bạn quan trọng hơn tiền nong. Bạn không cần thành bè, chỉ cần luôn sát cánh bên nhau là được. Tình không đong đếm lâu dài, quan trọng là khi cần giúp đỡ sẽ có người giang tay ra giúp mình. Chân tình đơn giản lắm, nghĩa trọng cũng tương đương. Đó không phải là những lời khoa mỹ lúc đắc ý, mà là một cánh tay kéo bạn lên lúc khó khăn nhất. Đừng khoe khoang tiền bạc của mình, người chết rồi cũng không mang đi được. Tiền kiếm mãi cũng không hết, nhưng sinh mệnh thì có hạn. Con người bán sức có thể kiếm ra tiền, nhưng khi dồn hết tiền bạc, dù có nhiều đến đâu, họ cũng không mua được sinh mạng của mình. Sống ở đời, có người sẵn sàng vì bạn mà bỏ tiền, đó là hạnh phúc. Có người tình nguyện cho bạn vay tiền, đó là sự hỗ trợ lớn lao. Tiền bản thân tự kiếm ra, đó là sự vất vả. Sống hãy học cách hài lòng. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây là đã hết rồi. Quý vị cũng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.